bảo nhang. Phước úp khởi tường yên, tùy khi Việt Nam của nền nỉ An Vương Thất Ni, chuyển pháp luân ni Phật Nhật Ý Tăng Ni. Tâu quỳ Phật nề thánh mười phương, nước khói hương trên ni đàn giải thoát ni, thoảng mùi hoa yêu bát ni thơm bay. Nam mô Phật nỉ ngự phương Tây, sen vàng chói chói hiệu nay di ý đàng, ngự trước tòa lưu ly bao điện Phật Thích Ca, hiện ni tự nhiên. Tiêu thiêu nhã nhạc dưới trên ni, Quỳnh tiên ca ý đàn ni, đức tòa thị ngai vàng rỡ rỡ phóng hào quang rực rỡ vân yên. Quan Âm ni ngự trước án tiền ni, tả hữu Bồ
tăng thiền già nam. Đức Hộ Pháp Di Đà Thiền Tướng vận thần thông vô lượng vô biên. Tận hư không giới thánh hiền, dục giới sắc giới chư thiên đều mời. Vua Đế Thích quản cai thiên chủ, vua Ngọc Hoàng thiên phủ thập điện minh vương các tòa. Dưới thoại phủ giang hà ngoại hai độc đình hồ, bát hải nghi lễ hầu thánh của Thanh Đồng Đỗ Thị Loan xin phép được bắt đầu. trên để đã để tâm cho Thanh Đồng để Thanh Đồng
Chí Linh, nổi tiếng là chốn sơn viên kỳ thú cổ tự linh huyền, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ tứ phủ của đạo mẫu Việt Nam. Đền Mẫu Sinh là nơi thờ đức thánh mẫu Thạch Bàn tối tú tối linh, tượng mẫu uy linh ngự trong tư thế người phụ nữ đang sinh hạ. Đây là tượng đá độc đáo hiếm thấy ở Việt Nam. Đền Thánh Hóa, cách đền Mẫu Sinh nơi chúng ta đang có mặt đây, là nơi thờ đức Thiệu Thiên tối linh thượng thượng đẳng tôn thần, người đã có công phù giúp các bậc đế vương trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Vâng, theo thần tích kể về đức Thánh Mẫu Thạch Bàn hạ sinh đức Thiệu Thiên thì thần tích về đức Thiệu Thiên được truyền lại như sau. Vào giờ dần ngày 8 tháng 5, khi mặt trời vừa hé dạng, Đức Thiệu Thiên đã giáng sinh trong lòng khối thạch linh thiên tạo. Trẻ Mộc Đồng Trang Chăn Mô phát hiện thấy đã rước về làng. Khi rước ngài về đến đầu làng, bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn, cát bay đá cuộn khắp nơi. Thiên Đồng đã hét lên một tiếng rồi thăng hóa về trời. Dân làng lấy làm kỳ lạ, liền lập miếu phụng thờ. Nơi quý đoàn đang có mặt hiện nay là nơi đức Thánh Mẫu Thạch Bàn hạ sinh đức Thiệu Thiên, lập đền Mẫu Sinh thờ đức Thánh Mẫu Thạch Bàn. Nơi đức Thiệu Thiên thăng hóa về trời cách đây chừng 800 mét, lập đền Thánh Hóa thờ đức Thiệu Thiên tối linh thượng thượng đẳng tôn thần. Từ đó đến nay, anh linh hiển ứng đức Mẫu Thạch Bàn và đức Thiệu Thiên đã phù giúp cho các bậc đế vương cũng như nhân dân làm ăn ngày càng phát đạt. Vâng, kính thưa quý đoàn, đền Sinh đền Hóa tuy cách nhau khoảng 800 mét nhưng lại gắn liền với nhau trong một không gian văn hóa tâm linh, từ lâu đã nổi tiếng là nơi quốc đảo dân cầu, cầu tất ứng cảm tất thông. Đền Sinh đền Hóa hiện nay vẫn là nơi gìn giữ bảo tồn và phát huy được nhiều giá trị văn hóa tâm linh. Một trong số ấy là tục hát văn Hầu Đồng. Ngày hôm nay, Thanh Đồng Đỗ Quỳnh Loan cùng cơ cánh bản hội có cái đàn tại bản đền Mẫu Sinh cũng góp phần gìn giữ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ấy của dân tộc. Trước khi Thanh Đồng Đỗ Quỳnh Loan vào Bắc Ghế Hầu Thánh, thay mặt ban quản lý di tích thị xã Chí Linh, kính chúc Thanh Đồng cùng quý đoàn có một cái đàn khóa lễ được thành công tốt đẹp. Vâng, sau đây xin mời chuông trống hãy vang lên cho dạo dựng lôn ngàn ngũ nhạc, văn đàn tiếng hát tiếng nhạc, cung thỉnh Thánh Mẫu Loan Giá Ngự Đồng. Trân trọng kính mời Thanh Đồng vào Bắc Ghế Hầu Thánh. Dấu thiêng truyền mãi đất An Mô, ngũ nhạc sáng sinh có một giờ. Thạch Mẫu sinh thần lừng lũ trụ, bay tàu qua núi đuổi quân ô. Âm phù trần được âu vàng vững, trận đánh huyền nan tiếp bạc xưa. Bất tử trời nan thần bậc nhất, đền thờ ngũ nhạc đất An Mô. Tiết xuân thiên cung kỳ con bái đạo vui cung thỉnh mời Phật thánh nghi nài đạo từ chung chung tiếc mở thung dung cho ngày lành tiếc mở thung dung tam tòa thiên thánh công đồng màu sắc sáng đàn ngờ chi mẫu đệ nhật tiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhật tiên tiên cảm thông chê thánh nghi sẽ loan mẫu ngự về mẫu hương xa nhiệt pháp sư mong quân thư văn bảy tất cao phong tùy sứ kết tường vân thanh nghi hương ngân thư văn bảy toàn thân Nam mô Nhãn Quân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Nhãn Cúng Rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Nhãn Cúng Rằng Bồ Tát Ma Ha Tát Sa Loan Thánh Xá Hồi Cúng Đệ Nhị Đệ Tiên Cung Thỉnh Mẫu Mẫu Đệ Nhị Đệ Tiên Tích Xưa Hiển Thánh Chúc Đền Xuân Sinh chiến đàn hải ngạn lưu nhiệt bình hương gia sư tử mẫu lưỡng vô hương hóa lội đặc thanh đường chi tâm kim thường nhật chu biến thập phương nam mô nhân vân cúng dạng bồ tát ta ma tát nam mô nhân vân cúng dạng bồ tát ta ma tát nam mô nhân vân cúng dạng bồ tát ta ma tát sa loan thánh gia thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tam dân lòng lưỡi ngự đến thoại
cung. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chiến đàn đại ngạn đô nhiệt linh hương gia du tử bộ lực vô hương hoa nội trí tâm thành kim cương nhất chu biến thập phương. Nam mô Nhãn Quân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Nhãn Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Nhãn Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa Loan Thánh Xá Hồi Cúng, có lệnh truyền ra Khải Tấu Đức Trần Trần Triều, có lệnh truyền ra Quân Đoan Thị Bộ Đều Là Chữ Di. Thank you.
có lệnh truyền ra Đức Thánh Ông Nghi, có lệnh truyền ra quận quan thủy bộ đều là chữ sinh ở phường Lão Phạm Nam Thành. Đánh đồng dẹp đặc nghi tung hoành mọi nơi, đồng thời cửa thiếu cửa đây. Sấu dâng lên tượng này văn sấu dâng lên đức đức ngọn tô đông phơ tên rõ ràng khi cho đôi chữ trường thi. Đôi chữ trường sinh ông phê cho đôi chữ trường sinh chữ hiền chữ quý được phang linh đời đời phê cho sung mãnh đôi đưa quốc sử ký Việt Nam. Việt Nam trần thị mục đế vương kể thế trị bình phủ thiết na trường tức mã địa dài danh Sơn Hà dục túi trung linh linh kham thử kỳ khăn cắn một lòng lên dinh một dạ để xin tu thiết lễ nghi đàm sơ lễ mỏng hoa man vàng mã tờ giấy cánh trang long tu thượng mã tuyển rồng bát nhá để xin phát hành biểu quan tỉnh Phật tấu thánh tuyên kinh trợ minh tam phủ cung minh tứ phủ bái tạ thánh ân nhậm thủ xuất mệnh tinh đồng bắc kế vua mẫu ngồi làm ngôi các giáng ư thỉnh đức công lại bái đức công về ông giáng để giáng phủ ông giáng quốc giáng thương ông chứng tâm chứng lễ chứng quả đàm duyên chứng nô nhan ngọn khói cho dân tôn bảo hợp nhất trứ cho quốc thái dân làn nghỉ cứ cho họ đỗ con từ nay trở về sau từ rời giờ về này được sang tay ấn được chắp tay phù bản điện được hưng lòng bói linh chúa quyết giúp người dương thế hộ người trần giang cho nhà lào lộc bấy người tươi của tốt người tính của vườn tam tứ cho trốn gia chung được nước chảy một dòng thuyền xuôi một mái già thời mạnh khỏe trẻ đất bình an bốn mùa xuân hạ thu đông bát tiết trí kỳ được thiếu trinh thường nai chi cánh được đỏ như vông được công như tiết con tấu lại đức cánh đức công quyền ông phép ông ra bản trong tay ông xin trên ông thượng tấu đế đình dưới xin ông hạ chỉnh ba tòa thoại phủ lâm cung ông xóa chữ mực ông để chữ son nhất tứ cho họ đỗ con được sở cầu nữ ý toàn nguyện tổng tâm nhị tứ các gia các chủ các lính các ghế chúng con bán con mua con thờ con gửi người có tâm người có đạo người tái quá kẻ căn và các tín đồ phật tử chúng con tập phúc minh đường đi về man hải cửa thần cửa phù cửa vương phụ vương mẫu để bái tấu cửa đức thánh đức ông cho được nhà lào lộc đấy người tươi của tốt người thịnh của vương già thời mạnh khỏe trẻ đắc bình an con tấu lại đức thánh ngài thương a di đà phật dạ 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 Hãy subscribe
công phục đi. Sa loạn thánh giả hồi thân đời thần thì đi mở mang nam hải đức đời tam mơ người dành cho kỳ trì thành ra nó hỏi được thông tư nhất nhất là tức mà thương là đất trong quanh quanh thành ra hồi thân đề nghị đại hòa tông phương cô tên gọi đề nghị đại hòa chiến tòa vàng y công ơn đức đức thành y dưới dưới lượng ban phục sự y cô đôi cô tối linh thiên hạ lương nhờ sớm khi thành nghi kính kính phục phụng thờ phụng thờ khỏi nhãn ý cốn thanh cô tưởng rằng a khấn ngân đi phong ngâm đi ngâm ngâm lòng lòng rời cô bè ai đi buồn tân chiến bao phút thân một thần sao xa đường ứng ứng phu nhân nhân đi phu nhân đi mơ màng không có lệnh truyền ra quân quan thủy thổ đều là chư sinh ô phương đáng phạm nam thành đánh đông dẹp đặt tung hoành mọi nơi đồng thời cửa thiếu cửa đài
sớm dâng lên nàng văn sớm dâng lên cô về tâu đối phê tên rõ ràng vì cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ trường sinh cô phê cho đôi chữ trường sinh chữ hiền hiền quý được kháng linh đời đời phê cho dũng mãnh đôi đời. Năm đi thân ngày mão giờ
phận sinh ra thiên chúa thượng nghi ngàn tối linh linh khắp mà tiên cổ thôn hương trường kỳ chúa nơi bà hiểu lễ mãi đại vương chúng con tìm về cửa chúa linh linh thiêng sông trong cuộc nghiên cứu tích minh hữu tình xanh xanh an em đi chú thương trên trán đi lưng 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 đất đất đông đông cuồng đắng dày dày quay đi cửa đêm mờ giờ tí hiện hình
sáng sáng nghe chim tú tú rừng gọi nhau nước ai sáng thò chết người một màu sao sắc đẹp tốt tươi rườm rà soi lên đàn lắm quả lại nhiều hoa chú bà già rớt vào xa sớm chiều giờ mây nắng chiếu lưng đèo ý à sóng nắng chua mưa dịu dàng bè bà nghe tháp lưng đai giọt ngắn giọt dài tay cầm bò đuốc miệng chúa cười xinh xinh suối nước tiên chúa xoay bóng một hình
mua cũng cho, nếu có rồi thì phải trả, xin đừng vào quên. Chúa nay trở xa về, cùng vẫn con hước Chúa về trên sân cha. Sa loạn đứng ra hồi cùng tam vị Chúa mường dâng văn, tam vị Chúa mường thỉnh Chúa đệ nhất tẩy thiện Chúa ngự về. Nói sang tam đảo nối về Tây Thiên, đã siêu phong tầng tầng thoi thoi, gió xuân cây một mùa dài màu xanh bình bồng, núi thầm bao quanh. Đền thờ nhang khói đàn tranh tranh chúng ngự đồng, mây uốn khúc như dòng dòng xuống núi sương tan sương, nguyện tới trong núi mưa chim hót đi hòa tình. Bị 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 cứ quay quay vắng vắng quanh quanh chiều tà vắng vắng quanh quanh đêm thiên ý. Chiều tà vắng vắng cảnh đêm mà vui, con chim ma rừng rừng xíu xít bay về sân sâu, nghe tiếng lá rừng xào xạc năm thâu long lanh lanh xương đập đập bậc đầu trong chữ vôi, kìa bóng ai thầm thầm thọ bên đôi than xương xuất xuất hiện bóng bóng người yêu phu ngực kỳ. Về đền làm lễ sân nhang, cúi đầu lễ mẫu mẫu ban đồ chỉ, sân nhang sân nhang miệng Chúa khấn khấn từ bi ia. Cô nào vào đây dịu dàng bước xa, cô nào là sáng bóng giờ có hoa, cô đôi chân dẫn để cô ba sáng đầu hiền ý à.
rừng gọi nhau bước ngày sáng tỏ trên nương một màu sao sắc đẹp tốt tươi xinh xa soi đến ngàn ngàn quả lại nhiều hoa ý đẹp làm sôi chúa đẹp làm sao đừng quên tin tỏ xa soi chân về soi chân về đẹp làm sao giang ly tiên nữ đang bay về tới bàn đền đây tới bàn đền đây giang ly người tiên nữ đang bay về và về soi lên ngàn chúa soi xuống suối soi lên ngàn chúa soi xuống suối suối ơi suối chảy gì nào suối chảy gì nào hoa bận hoa đào đường lúa rộ trên cao hoa bận hoa đào đường lúa rộ trên cao lộc lòng tài chúa núi ban ra thánh thiên phật đồ đề đã thắt tay cho đồng nó tiền tốt mùa giấy bông nó cho năm trước về đây cả nhiều ban cho đồng được giải nhật sang nhiều cho đồng giải nhật sang nhiều cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ đỡ còn kia sớm cùng cùng thờ ba 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 mươi một hôm rằm năm mươi bốn đi tới đâu thì có đòn hoa trao chúa về bay bay ở sớm chiều ca vang tay chúa cưới về bạc chiếc rừng vàng đẹp cho trăm họ được sâu sang đời đời đẹp cho trăm họ đời đời sâu sang kim ngân sơ trăng sân lên chúc chứng phật thanh sâu trời trời cứu cha chứng lên tam vị chúa mừng ý à chúa về chúa chứng độ trì mà chứng thân mê chứng cho đệ tử còn nhận thân mà đi à tây thiên tam đạo quê nhà chúa bà đệ nhất tiên ma phong trần bố tên nữ hằng ngàn vạn coi con trần ai sẽ biết đâu chơi khắp cả pháp làm trong ý cần cần kíp khi sai chút vợ liền lấy khi thả thì được
được nhẹ như tên đến khi chúa ám như thuyền thả neo bệnh chúa làm tựa thể giếng khơi mình nghi mông mông lai lang biệt biến đi rời phương nào ý à. Xem ra mới biết biết sự lòng lòng tìm về cửa chúa tây thiên mà cầu ý khăng khăng giữ sự tam tòa đêm ngày tôi đối quế hoa mới cầm quyền quyết lầu lầu tam giới hoàng thiên ý à. Lầu lầu tam giới hoàng thiên quyền cả thiên hạ toàn quyền mà đâu đâu sao loạn thân xa xa quyết hồ sông văn chú bói nguyệt hồ bác băng giang yên thế chính nghi lời quê nhà quang nghi vinh vinh đệ nhị công công chúa giang nghi linh linh một cánh lại có ai về tỉnh bắc đi nam thành đường đi yên thế lượn quanh núi đồi có ai về đền chúa nguyệt xa xôi ý à. Bằng là nơi hữu tình con chúa mường yên thế sáng linh linh ý à. Muốn dân dân thiết lập nằm mờ sống sống hồ thiên còn nếu ai mà có cái chất chân thiên cúi đầu xin học chữ gì đang là từ tâm tâm ăn hối cải chiên cần cần nghề nhang nghi đăng nghi phục cùng sự sớm khuya cũng thân ngực ấy tình bắc đắng ghé qua đường làng cao tới ngã tư phố kép đi vào ý.
phố kép đi vào nơi đi bông hạ nơi vào mò cây phong ngàn bốn mùa xanh xanh mắt vất vất một mùa câu lồng lồng câu bình an cây ngọc ngọc lan lan đi xanh xanh ngang mắt mắt bốn mùa ngực ngực ý dâng nhang dâng nhang miệng chua khấn từ bi mẹ xoay cho lũi đồi xoay về sơn trang, xoay cho lũi đồi xoay về sơn trang. Nay chúa về mở quạt hai đàn, quạt đi nghiệp chướng tai ương ở đời, xua đi bao lỗi âu lo.
xuống tay nâng đời xua tan bao lối âu mò đi à. Cho tâm vững vững vàng mà nay chú về chứng đoạt cho đồng ngờ ý à. Chúa về, Chúa về chứng lễ sơn trang, cho đệ tử lòng thành thiện dân nghi, nay Chúa về mà qua tìm khai đàn. Cho tâm vững vàng từ nay sẽ được bình an ý à. Rào cho hết đi, rào cho hết trăm tre ngàn suối, ánh trăng vàng hoa bưởi hoa chanh nha, thiên chúa tỉa là vì đi đại này ia. Sóng nắng ngay, sóng nắng ngay tất thoáng trong lâu, sóng nắng chua múa dịu sang bè bãi, tháp lưng đai giọt ngắn ní giọt dài ia. Cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, đồng con khuya sớm cùng thờ, 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14. Tình tình hoa bưởi hoa xanh, đôi tay tình tình là vì tình tình. Chúa Nguyệt Nguyệt Nà Hồ lời tiếng anh xem chăm khỏe bói bói không sai khỏe lão, xem trong giá sự thế nào mồ mà đất cát, xin Chúa bà chỉ cho ý.
sự việc việc ở trên đời cần biết ni ai sang giàu phúc lộc lộc sang sao xem mầm mầm vương phật nở thấp cao ý chúa xem chúa bói là ta chúa bói chúa chữa cũng là cái tôi sơn tham gia chân chân quê triều đình soi tỏ văn thỉnh mời tiên chúa đệ tam quyết hành động xa gần làm tôi chúa anh linh dậy khắp núi đồi dậy khắp núi đồi nữ trung ngoài ngoài tuyệt tiền toàn là giờ tài kim ma cung chết như lệnh lệnh sai thiên đình thì sắc chỉ chúa giáng trần diệt nữ tà tinh tinh lệnh lệnh chúa sai và bình minh hùng đi xa đâu đâu đó dốc lòng lòng không không sai hùng hùng lương thanh nghi tổ mãn hồng tổ màn hồng sớm khuya trầu động ngài dâng đi vào chuồng ngập xem khắp ma hết hết mi gần xa một lòng lòng một đạo nhật nhẫn nhẫn tâm tâm về đồng làm lễ sân nhà cúi đầu lên mẫu mẫu ban độ trì dâng nhang miệng chúa khẩn từ bi sao sắc tốt tốt mới dưỡng ra soi đi ngàn lắm quả lấy nhiều hoa
Lấy tàn nhang đi lược thải ban ra uống vào bệnh đỡ lấy đà bình yên.
yên nay Chúa về ban ân thần phù chỉ sông cạn Chúa chỉ chân an chỉ bệnh tiêu tan chỉ vạn bệnh tiêu tan. Văn con rước Chúa về trên lâm lâm tháo việc nàng vui Chúa lại trở ra về Salon ra năm miếu rõ ràng thỉnh Chúa năm thương năm miếu rõ ràng cà phê thiên Chúa thịnh mời thịnh mời Chúa bói ngự đồng về đây hỏi thú vị và đường thăm tới Chúa cà phê mấy tầng ngắm cảnh rừng tiến đi Chúa cà phê một vùng phong cảnh ánh sáng khê một vùng phong cảnh ánh sơn khê hồn tiếng sông núi thanh thanh tài còn ghi trong tích cũ lê chiều thái tổ một thôn nghèo màn đi đó trên lương làm chiều khỏi tỏa màn sương cờ giáng sinh tí đêm thanh nghi giờ tí điện tiền khắp vùng yên lặng màn đêm bao trùm sao xa sáng tỏ bên thêm chợt nghe dáng hạ tiên là thánh thánh linh linh quân tử vi xem tướng như thần bói trong gia sự mười phân vẹn mười ý.
đoán thần tướng nghi thương nghi dân chính đạo giải hạn tai chỉ báo căn do dẹp đẹp lại ta tàn bạo bất bất nhân xin quay đầu lại quy đầu làm tôi tiếng tơ tiếng xúc chung y dị dịu dàng mẹ bay tiếng thở mãn nghĩ phong la thai điệp đốt cành lâm lâm tùng 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 cúc đua chung mười hai cô tiên mãn bước bước theo y mười sáu cửa độc độc đi đầu làm tôi anh linh 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 chú bà cà phê cho tiền tố
ướt với lụa dày. Bông nọc cho lắm về đây càng nhiều, bàn cho dài nhất sang yêu. Bông nọc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Đồng đào con khuya sớm thông thờ, 30 mùng 1 mùng 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Gái sinh ra sớm lên ngã mắt tối nhỏ con đi trước cà phê trên đồng lệnh lệnh đất chín tư đã dậy oai linh linh a này lệnh dành thiên chúa trên đàn về dấu ấn lý sân lên chú ban sát lệnh ngự động động về đây con dâng lên kinh mẫu mới ba tòa thuốc giải bệnh 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 chú chứng cho lại lành khắp muôn dân dân con về lễ bái đại khẩn cầu chúa đổ tay qua dại cũng khỏi giờ điên cũng cũng lạnh lạnh chấp chấp cài áo lá tai xanh đi suối trong nước nghi bạc rừng núi rừng trùng điệp 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 tình thành thang ngàn xem phong cảnh đền đền thác reo uốn khúc thông cây sườn già rừng cấm chú bà dạo bàn cờ ngự ngự vui chú bà cà phê khách xanh trần phàm ai linh từ nịnh tế chúa thiên là gian đi nghe chúa hạ lệnh là cho dân trừ tà danh còn mãi vang thơm tiếng đồn nay tiếng đồn thao thuốc thuốc lời lời đi sao là tinh gia thỉnh mời tiên chúa bói then ngự động năm mưa rõ ràng lắm thương năm mưa rõ ràng thương trầm thoáng thoáng gió đưa
dấu xưa ghi đầy bàn xưa gió kiên có bà chúa quật ngục vương ý. Linh vào họ vũ đầu ngành về đông, về đông làm lễ mỹ sân nhà cúi đầu lên bóng mũ ban độ chi tay dâng nhang miệng chúa phần từ bi. Dâu áo gấm hải cương
dòng chơi khắp hết đi bốn năm mà phương chút lại về. Chúa già phu di làm cho tiền bằng giấy, con biết biến chúa bà tay lạy miệng van, con lạy chúa thương cho những kẻ đói nghèo. Ban cho bồng 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 được được hơi nhiều hơn xưa. Làm tôi chúa thì được sống lâu, nơ phơ tóc tóc bạc bạc trên đầu bằng bằng bóng bóng cho chúng sông sông lại nở xa sông sông đi. Mai lỡ con rông mà cháu thiên nay nghỉ về. Sao lo thân ra đệ nhất tôn quan cung tỉnh bầy ông lớn đệ nhất tôn quan lại lấp lấp mê chinh chinh y ra chặt chặt ra y con lơ 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 mẹ. Trăm binh vạn mã âm mầm bước ra trước là thiên tội vạn cơ. Cơ.
sơ tiến dân thiên mà hy văn sơ tiến dân thành quan đệ nhất nhất về tên rõ ràng khi cho đôi chữ trường sinh. Thần khai quang sông nhan thân kỳ diệu quan thể chính trang duyên nga tinh tăng cung giang kim phục hoàng thần cẩn cẩn thánh đế thiên nhiên ngồi nhất nhất phẩm mi quan lớn thuộc cũng cung vàng địa địa ngọc vẻ hoàng nhất nhất tình phào phào bảng vàng để nhất nhất đi tình ông so về trong bốn đi phủ ấy so cùng thử còn kém sao gần xa kinh bay ngỡ cảnh bồng bồng mờ thay ngỡ cảnh đi bồng bồng này câu thơ thần thần phú đạo đồng khoa thai chén rượu thanh bát cờ thiên ngồi dòng giả đi tam cõi kỷ châu vòng vai độ Việt Nam quốc thái dân đỡ an loạn hoàng đế tiến quân quân tung thỉnh mời hoàng đế tiến quân quân hiệu ông đệ nhị thần đồng đạo về giáng lâm vân vân đi tốt tốt giá vũ đằng đằng vân vân bát bát ma đi câu câu ma tài xa gần gần đều đến làm tư
cảm phiền dư tương đau đai thọ chỉ tả sai binh bộ binh kỳ. Chạm binh vạn mã âm mầm bước ra trước là thiên đổi vạn cơ. Sớ dựng lên thịnh này văn văn sớ dựng lên thịnh quan giám sát phê tên rõ ràng khi cho đôi chữ trường sinh. Đôi chữ trường sinh quan phê cho đôi chữ trường sinh nghe chữ hiền chữ quý được khang linh đời đời phê cho dũng mãnh đôi đường. Trông lên thấy tỏa sáng sơn giang sơn cao bát đi ngát đi không đâu đẹp bằng bằng phố cát cảnh đồi ngàn. Đá lù xù nước chảy làn làn đều một thú vị cỏ hoa đều như trái chanh nghi vẽ nhờ chiều về tẻ giữ sườn non đàn chim sẻ díu dàn nước dưới khe tung tinh tung tinh tự đợt trên đỉnh thượng đi tung reo như điểm trống nhạc trống trống lên bốn chữ để choi choi ban công đồng nhang khói lóng lánh trăm bông hoa còn đua nhụy trên cành sơn trang giám sát yến quỳnh bè bàng năm bính dân ngày mùng 10 tháng 1 thái hậu bà sinh được tôn quan các bách quan ni vọng vọng tấu kiểu trùng chưa về lòng bút sắc phong quan thể bà quan tam giới quyền hành sinh sát đương cản khôn ngài lũng quát trong tay thâm thừa thượng đẳng xưa nay quyền quan giám sát sức dày chốn tiên cung số hội đồng số hội đồng một tay quan tiên xếp số trần gian sinh từ sát ai cũng có khi sát nhập trang đài nhắc dây quả phúc công người tội thân lấy tu tiên đức Phật Di Đà người trẻ người già quý trước rồi quý sau đến đây ta phải bảo nhau chư tâm chư đức là câu ở đời
cảnh cảnh ngự trong chiều phố cát, tiếng lừng vang quan tam sát anh linh linh đã bảo vệ con giúp mệnh tiết linh giáng xuống hạ giới để cứu người trần gian. Gấp cơ tạo xoay vận sông thác, tu đi rồi để lại ngày mai, rồi ngâm câu sinh hóa ở đời, sinh ra cho đám con người mới lên sinh. Cũng có khi, cũng có khi xa tiên hầu văn cờ thiên quan đô chỉ một hai, cũng có khi thắng cách đua tài thơ tiên một đầu thiên vài trăm trăm trăm. Nước dấu cạn công người đâu cạn, đá dấu mòn gương sáng còn soi, bán đến đây điện ngọc trang hoàng, cửa đèn rộng mở đón họ đỗ nhất tâm. Sa lo tinh gia thái tử đệ tam sắp xong tôn thần, quan thái tử đệ tam hùng binh quán cổ để lệnh ra lệnh tử